Khai thác hiệu quả các nguồn lực, hoàn thiện mạng lưới hạ tầng đô thị sau khi mở rộng địa giới, góp phần cùng với tỉnh thực hiện nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, đó là những nội dung trọng tâm được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh tại buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Huế về tình hình kinh tế xã hội năm 2020 vào chiều nay. Cùng tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương và lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Báo cáo tại buổi làm việc của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Hoàng Hải Minh cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên kinh tế gặp không ít khó khăn. Lượng khách du lịch đến Huế đạt khoảng 705.000 lượt, giảm 43% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch đạt 813 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt hơn 10.000 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt khoảng 2.900 tỷ đồng. Các đơn vị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hoạt động cầm chừng, sản lượng sản xuất và doanh thu giảm mạnh, thu ngân sách đạt 498 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện quyết liệt nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của các bộ ngành trung ương, các cơ quan cấp tỉnh để đẩy mạnh chỉnh trang phát triển hạ tầng đô thị Huế. Thành phố Huế có 53 danh mục công trình dự án với tổng vốn hơn 175 tỷ đồng. Đến nay, đã giải ngân được hơn 40 tỷ đồng, đạt 31% kế hoạch. Đồng thời chỉ đạo đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chuẩn bị đầu tư các dự án như cải tạo chỉnh trang khu vực đôi vòng cảnh, nâng cấp mở rộng đường Hà Nội thành phố Huế, tuyến đường dọc bờ sông Hương phía Nam, đoạn từ cầu Giả Viên đến đường Huyền Trân Công Chúa, cầu chui đường sắt Bắc Nam tại đường Bùi Thị Xuân. Cùng với đó, thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm như di dời giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích kinh thành Huế, dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế, chỉnh trang công viên hai bờ sông Hương. Tại buổi làm việc, thành phố Huế cũng đã kiến nghị đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh một số vấn đề như vấn đề phân cấp phân quyền đối với các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách, dự án đầu tư có sử dụng đất có quy mô không lớn, xem xét thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng bãi chôn lấp rác dự phòng tại Phủ Sơn, sớm lập quy hoạch chi tiết xây dựng mở rộng nghĩa trang nhân dân phía Bắc phía Nam mới trước mắt phục vụ dự án công viên văn hóa Ngư Bình, hỗ trợ kinh phí bổ sung kế hoạch vốn để thực hiện kịp thời một số dự án như dự án đường quy hoạch phía sau trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự án chỉnh trang vỉa hè đường Đinh Tiên Hoàng đoạn trước mặt Hồ Tịnh Tâm, dự án chỉnh trang sửa chữa kè đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, phân cấp cho thành phố trong công tác quản lý các tuyến đường nội thị và cầu đô thị. Qua các ý kiến đóng góp của các sở ban ngành, kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực của chính quyền và người dân thành phố trong công tác phòng chống dịch COVID-19, góp phần quan trọng cùng với tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác phòng dịch trên địa bàn tỉnh. Về phát triển kinh tế xã hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ đề nghị thành phố Huế khai thác hiệu quả hơn nữa các nguồn lực để phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, hoàn thiện mạng lưới hạ tầng đô thị cũng như đẩy mạnh thực hiện chỉnh trang đô thị Huế sau khi thực hiện mở rộng địa giới hành chính thành phố Huế để thực hiện nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị thành phố Huế tiếp tục chủ động xây dựng kịch bản thu ngân sách từ đây đến cuối năm để có giải pháp điều hành ngân sách một cách linh hoạt theo nguyên tắc giảm thu giảm chi. Triển khai nhanh chóng các giải pháp của trung ương, của tỉnh nhằm kịp thời hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch COVID-19, đôn đốc triển khai các dự án đầu tư công để tăng thu vãng lai trên địa bàn, điều chỉnh cơ cấu lại nguồn thu chi ngân sách, quản lý điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm hiệu quả, dự toán chi đầu tư phát triển phải thực hiện theo luật đầu tư công, chỉ thị của Ủy ban Nhân dân tỉnh.